Chào các bạn nhé, nên mình xin hướng dẫn các bạn cách làm để nhận được 200 triệu đồng token Baby Dragon. Thì một số thông tin về đồng token này, số token phát hành là 2 triệu tỷ, đã có 1.867 tài khoản holder và đã phát sinh 4.754 lượt giao dịch nha. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.arop.dev. Anh truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được truy cập vào link website của website Clam.arop, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn cho website cho mình. Bước một, sao chắc con chắc, các bạn có thể sử dụng nút copy qua chắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình nhé. Tiếp theo, thêm token. Sau khí đã thêm một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.arop.net. Tiếp vào bước 2 để truy cập vào link website chính và nhận token nhé. Rồi, thì chương trình nó kết Arop nó sẽ kết thúc vào 32 ngày nữa. Ở đây bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0.01 BLB mua để chờ cơ hội ích nhiều lần tài khoản cái đồng này nhé. Còn nếu mà bạn clam thì bạn nhấp vào phần này giúp mình. Ở trên đây nhu cầu 200 triệu baby dragon đó, không rồi các bạn nhấp vào đây giúp mình nhé. Nếu yêu cầu kết nối ví thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối ví. Phí gas là 0.000618 BLB, rất xác nhận giúp mình nhé. Giao dịch đang được xử lý đây nhé. Rồi thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clam.arop.net nhé, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất. Đừng để bỏ lỡ bất kỳ một cái cơ hội tham gia miễn phí phần thưởng token này nhé. Rồi, nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, Remitalo, MaxCoin, CoinKobe và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 200 triệu đồng token Baby Dragon. Rồi thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.